Chào các em, hôm nay cô sẽ chữa cho các em bài tập sách bài tập. Bài 2 mô tả dao động điều hòa. Sách kết nối tri thức với cuộc sống. Câu 1. Một chất điểm dao động điều hòa có chu kỳ T bằng 1 giây. Tần số góc omega của dao động là. Thì ta biết là omega thì bằng 2 pi chia t. Đấy, 2 pi chia cho 1 thì bằng 2 pi radian trên giây. Đơn vị của tần số góc là radian trên giây. Như vậy ta chọn đáp án là B. Câu 2. Một chất điểm dao động điều hòa có tần số góc omega, tần số góc omega bằng 10 pi radian trên giây. Hỏi tần số của dao động. Tần số của dao động ký hiệu là F. F sẽ bằng omega trên 2 pi. Omega, các em thay số này, chia 2 pi. Như vậy nó sẽ bằng 5 hertz. Hoặc là có thể ký hiệu đơn vị là 5 đơn vị của nó là 1 trên giây hoặc là giây mũi trừ 1 nhé. Câu 3. Như vậy ta chọn đáp án là A. Câu 3. Một chất điểm dao động điều hòa trong thời gian 1 phút. 1 phút tức là delta T. Các em đổi ra giây là bằng 60 giây. Thực hiện được 30 dao động, tức là N bằng 30 dao động. Hỏi chu kỳ dao động của vật. Thế các em biết là chu kỳ dao động của vật là thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần. Tức là nó bằng delta T chia cho N. Chính là thời gian để thực hiện được một dao động toàn phần. Đấy, thì delta T ở đây người ta cho là 60 giây và N người ta cho là 30. Như vậy chu kỳ dao động của vật là 2 giây. Ta chọn đáp án A. Câu 4. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình ly độ x. Đây, ly độ x theo thời gian là x bằng 5 căn 3 cốt của 10 pi t cộng pi trên 3 cm. Thì cái đại lượng này các em cũng ôn lại cho cô, đây chính là biên độ dao động. Còn 10 pi t chính là omega nhân t. Còn pi trên 3 chính là pha ban đầu. Pi. Như vậy thì tần số, người ta hỏi tần số nhé, chứ không phải tần số góc, tần số là F. F thì bằng omega trên 2pi. Đấy. Omega thì các em lấy từ biểu thức này. Lấy từ biểu thức là 10pi t chính là omega nhân t, tức là omega bằng 10pi. 10pi chia cho 2pi. Bằng 5 hertz. 5 hertz. Đấy. Các em chọn đáp án là D. Câu 5. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình ly độ x. Đấy, ly độ x này. Theo thời gian là x bằng 6 cốt của 4 pi t cộng pi trên 3 cm. Thì 6 này chính là A này, là biên độ. Còn 4 pi t chính là omega t. Và pi trên 3 chính là pha ban đầu phi. Đấy, đơn vị là cm. Thì chu kỳ dao động của vật là t bằng 2 pi chia cho omega. Đấy, các em thay số. Thì omega là đại lượng này. Đại lượng nhân với t này này. Đấy, là 4 pi, là 2 pi này. Chia cho omega là 4pi này. Đấy. Omega này là bằng 4pi này. Mình suy ra là omega bằng 4pi.
radian trên dây. Đấy, thì bây giờ mình thay này, thay vào. Như vậy ra kết quả là 0,5 giây, 0,5 giây. Do đó ta chọn đáp án D. Bài 6. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình ly độ x theo thời gian là x bằng 10 cos của pi trên 3 t cộng pi trên 2 cm. Đây là biên độ bằng 10 cm. Omega bằng pi trên 3. Và pha ban đầu là pi trên 2. Tại thời điểm t, vật có ly độ 6 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Hỏi sau thời gian 9 giây kể từ thời điểm T thì vật đi qua ly độ bằng bao nhiêu và đang hướng về vị trí cân bằng hay vị trí biên. Đấy. Thế các em biết là dao động điều hòa thì được coi là hình chiếu của chuyển động tròn đều. Đây, chuyển động tròn đều theo chiều dương lượng giác ngược chiều kim đồng hồ. Đấy. Thế và biên độ của dao động điều hòa A thì chính bằng bán kính quỹ đạo tròn R. Biên độ của nó là 10. Biên độ của dao động điều hòa là 10. Tại ở đây này là vị trí ứng với chuyển động tròn đều ở vị trí M0 này, thời điểm T bằng 0 này thì M0 ở vị trí này. Vì pha của nó, pha ban đầu của nó là dương pi trên 2. Nửa trên của đường tròn lượng giác này thì có pha ban đầu là thì ứng với pha ban đầu là dương, còn nửa dưới của vòng tròn lượng giác này thì ứng với pha ban đầu là âm. Đấy, thì bây giờ các em theo dõi cho cô này. Là sau 9 giây thì vượt qua ly độ nào? Đấy, thế bây giờ mình về phương pháp này, mình sẽ tính nhá. Là sau 9 giây thì góc quét delta phi này sẽ bằng omega delta t. Ta xem nó có rơi vào trường hợp đặc biệt không. Omega ở đây này, omega là pi trên 3. Omega là pi trên 3. Pi trên 3 nhân với delta t, đây là delta t bằng 9 giây. 9 giây. Thì như vậy là nó bằng 3 pi. À, như vậy nó rơi vào đặc biệt rồi. 3 pi. Thế ở đây các em biết là nếu như delta phi là bằng 2k cộng 1pi, tức là số lẻ lần pi. Tức là số lẻ lần pi. Số lẻ lần pi. Số lẻ lần pi thì x2 sẽ bằng trừ x1. Đấy. Như vậy ở đây ta sẽ suy ra là gì? Ở đây x2. X2. Cô gọi đây là x1 nhé. Đây là x1. Đây là x1. Thì x2 bằng trừ x1. Trừ tức là suy ra là x2 sẽ bằng trừ x1. X1 là 6. 6 cm. Trừ 6 cm này. Đấy, như vậy. Đây là trừ 6 cm. Trừ 6. Đấy. Thế còn chuyển động tròn đều thì các em lưu ý nó chuyển động như này nhé. Từ vị trí này. Ở thời điểm T nó có ly độ là 6cm và đang hướng về vị trí cân bằng thì nó ở nửa. Đây, ứng với chuyển động tròn đều ở trên này. Còn nếu như là chuyển động tròn đều 6cm và đang hướng ra biên ý, thì cái vị trí M nó ở đây. Vị trí, cô ghi nhá. Đây là vị trí M1 ở thời điểm T. Đây là vị trí M1 ở thời điểm T nếu như nó hướng ra biên. Nhưng đây nó không phải là hướng ra biên mà nó hướng về vị trí cân bằng, cho nên M1 ở đây. Và nó quét một góc này. Cứ một chu kỳ thì nó quét chuyển động tròn đều này, nó sẽ đi được là 2 pi. Cho nên là sau cái 3 pi này nó sẽ bằng 2 pi cộng pi này. Sau một chu kỳ thì nó quét được góc là 2 pi và về đúng M1, rồi tiếp theo nó lại quét thêm một cái góc là pi như này. Đấy, quét thêm một góc là pi như này. Như vậy x2 là bằng 6 trừ 6 cm trừ 6 cm ứng với M2 trên chuyển động tròn đều này. Và nó đang hướng về vị trí cân bằng. Đây là chiều của chuyển động tròn đều. Đấy, chiều dương lượng giác là ngược chiều kim đồng hồ.
Còn dao động điều hòa thì nó đang đi về vị trí cân bằng. Đang đi về vị trí cân bằng. Đây là vị trí P2. Nó đang đi về đây. Đấy, đây là P1 nhé. Như vậy ta chọn đáp án là trừ 6. À, chỉ có một đáp án là trừ 6 thôi. Đấy. Cho nên nếu như mà khi các em làm ra đáp án này, cái là các em chọn luôn để có mỗi một đáp án là trừ 6. Đáp án D. Và đang hướng về vị trí cân bằng. Và tuy nhiên không phải lúc nào người ta cũng cho cái giá trị nó lại đặc biệt như này. Đặc biệt như là delta phi thì bằng số lẻ lần pi. Hoặc là delta phi bằng số chẵn lần pi. Đấy, không phải lúc nào người ta cũng cho giá trị đặc biệt. Và có thể người ta cho một cái giá trị không đặc biệt. Cô ví dụ như thế này. Người ta cho delta t bằng... delta t bằng 8 giây chẳng hạn. Thì mình sẽ có là delta phi sẽ bằng omega delta t. Omega delta t bằng... đây là thêm nhé. Thêm cái... đấy. Đấy, mở rộng thêm là pi trên 3 nhân 8 thì nó sẽ bằng 2pi cộng với 2pi trên 3. Đấy, thế thì ở đây đây là P1, đây là 8 này, đây là cm này. Đây là 6 này. Vị trí này là M1 này. M1 này. Vậy thì sau khi mà nó quét được cái góc là 2pi này thì nó trở về đúng vị trí M1. À, chuyển động tròn đều về đúng M1 và nó còn phải quét thêm một cái góc là 2pi trên 3 nữa. Tức là 120 độ hay nói khác đi là 2pi trên 3. Nó quét thêm như này nữa. Quét thêm như thế này. À, như vậy thì để tính... xem là ở cái thời điểm T này, ở thời điểm T này thì vật đi qua ly độ nào? Vật đi qua ly độ nào? Đấy. Thế thì ở đây mình sẽ có được là cái ly độ của nó sẽ là đây. Đây là x2 đây. X2 đây nhá. Thế bây giờ muốn tính được x2 thì các em phải đi xác định góc alpha 1 này. Alpha 1 nhé. Cô gọi đây là alpha 1 thì cho dễ đi. Gọi alpha 1. Thế sau đó thì đây là alpha 1. Alpha 1 sau đó đi xác định góc alpha 2 này. Alpha 2. Thì cái x2 này nó sẽ bằng A nhân với cos của alpha 2 là mình sẽ xác định được x2. Nếu như mà trường hợp nó không đặc biệt, A nhân cos alpha 2, góc alpha 2 đây. Alpha 2 đây. Như vậy cái góc alpha 1 thì mình tính được là cos của alpha 1 thì bằng 6 chia cho 10 kề này, chia cho huyền là bằng 10. Huyền là bằng OM1 là 10. 6 chia 10 bằng 0,6. Suy ra alpha 1 xấp xỉ là 53,1 độ. Do đó suy ra alpha 2 thì bằng 53,1 cộng với 120 thì bằng 173,1 độ. Các em thay cái đây là alpha 2. Alpha 2 đây. Thay vào thì ta sẽ tính được x2. Đấy, đấy là trường hợp là không đặc biệt. Và các cô lưu ý thêm các em là các em sẽ tự mở rộng thêm là nếu như là cái delta t bằng 8 giây thì quãng đường vật đi được từ thời điểm T này, bạn có ly độ 6cm và đang ở vị trí cân bằng, thì sau đến cái thời điểm T bằng sau 8 giây, thì sau 8 giây thì vật sẽ đi được quãng đường bao nhiêu. Các em sẽ tự suy nghĩ cách làm thêm nhé. Đấy. Nối tiếp với cái phương pháp của câu này. Bây giờ sang bài 7. Phương trình dao động điều hòa x bằng 5 cốt của 10 pi t cộng trừ pi trên 2 cm. X bằng 5 cốt của 10 pi t trừ pi trên 2 cm. Đây là A này. Đây là omega t này. Đây là phi này.
Tính thời gian để vật đi được quãng đường 2,5 cm kể từ thời điểm t bằng 0. Kể từ thời điểm t bằng 0. Ở đây ta có này, biên độ là của dao động điều hòa là 5 này, 5 cm. Và người ta nói là tính thời gian để vật đi được quãng đường 2,5 cm, mà ban đầu pha ban đầu của nó là trừ pi trên 2, tức là ứng với chuyển động tròn đều ở m0 ở đây, ở vị trí này. Đấy. Tức là khi t bằng 0 nhé, các em lưu ý cho cô là khi mà t bằng 0 thì x sẽ bằng a cos của trừ pi trên 2 bằng 0. Đấy, tức là x bằng 0 này, dao động điều hòa có x bằng 0 này. Đấy, và ứng với chuyển động tròn đều thì ở vị trí m0, pha của nửa dưới này, pha của chuyển ở nửa dưới vòng trục OX này. Hay nói khác đi là nửa đường tròn dưới này là pha âm, nửa đường tròn trên là pha dương nhá. Đấy. Thì bây giờ đến vị trí x bằng 2,5 đây. Kể từ thời điểm t bằng 0 bây giờ x bằng 2,5. Thì các em có là như vậy thì nó có sẽ quét được một cái góc này. Cô gọi đây là góc alpha hoặc delta phi tùy các em ký hiệu nhá. Nó đến vị trí m này thì dao động điều hòa đi được quãng đường là từ O đến P này là 2,5 cm. Như vậy ở đây ta có là sin alpha bằng 2,5 chia 5 bằng 1/2, suy ra alpha bằng pi trên 6. Mà người ta hỏi là tính thời gian, mà bây giờ góc quét như này rồi thì ở đây ta sẽ có là thời gian delta t bằng alpha chia cho omega. Ai ký hiệu delta phi cũng được nhé, ký hiệu alpha cũng được. Alpha này là pi trên 6, còn omega đây, omega này đấy, bằng 10 pi. Như vậy nó sẽ bằng 1/60 giây. 1/60 giây. Đấy. Bây giờ các em thử kiểm tra xem nhé. Thêm này. Là chu kỳ T của nó. Chu kỳ T thì bằng 2pi trên omega. Tức là 2pi chia cho 10pi bằng 1/5 giây. Đấy, cô lại viết sai giây đây rồi. 1/5 giây. Và ở đây delta t thì các em nhẩm nhanh cho cô là một chu kỳ thì nó quét được góc là 360 độ. Một chu kỳ quét được góc 360 độ. Còn cái thằng này này thì nó là pi trên 6 là 30 độ. 30 độ thì lấy 360 chia 30 là bằng 12. Tức là delta t sẽ bằng chu kỳ chia cho 12. Tức là 1/5 chia cho 12 thì bằng 1/60 giây. Đấy. Các em lưu ý như vậy cho cô nhé. Có cái mối liên hệ giữa góc quét của đặc biệt với chu kỳ. Ví dụ quét một góc 30 độ thì là chu kỳ trên 12. Quét được góc 60 độ thì lấy 360 chia cho 60 là chu kỳ trên 6. Đấy. Quét được 45 độ thì lấy 360 chia cho 45 là chu kỳ trên 8. Thí dụ như vậy, đấy là những cái cách nhầm. Bài 8. Đồ thị ly độ theo thời gian của một chất điểm dao động điều hòa. Ly độ là ký hiệu là x nhé. Của một chất điểm dao động điều hòa được mô tả như hình 2.1. Xác định, câu A là xác định biên độ chu kỳ t này, pha ban đầu ký hiệu là phi của dao động. Câu B là viết phương trình dao động. Câu C là xác định ly độ x của vật ở các thời điểm 0,4 giây, 0,6 giây và 0,8 giây.
Bây giờ câu câu A này thì biên độ dao động là giá trị cực đại của ly độ, thì các em thấy đây là giá trị cực đại, mình sóng sang sóng ngang sang đây. Đấy. Thì nó sẽ có giá trị là 20 cm. Chu kỳ T. Rồi đây, chu kỳ T. Đây là biên độ A, chu kỳ T này. Chu kỳ T thì các em thấy là chu kỳ là khoảng, đây là khoảng thời, nghe đã nhé, là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp ly độ bằng 0, thì cái khoảng thời gian này là chu kỳ trên 2. Còn khoảng thời gian giữa 3 lần liên tiếp là từ đây, vật có ly độ bằng 0 là chu kỳ. Thì các em thấy chu kỳ này nó sẽ bằng là 1 trừ đi 0,2 bằng 0,8 giây chu kỳ. Pha ban đầu là phi. Pha ban đầu là phi thì các em lưu ý cho cô là cô lại nhắc lại dao động điều hòa được coi là hình chiếu của chuyển động tròn đều. Chuyển động tròn đều này nó chuyển động theo chiều dương lượng giác ngược chiều kim đồng hồ. Với này, biên độ của dao động điều hòa chính bằng bán kính quỹ đạo tròn. Và ban đầu thì vật có ly độ là ở thời điểm T bằng 0 có ly độ là trừ 20. À, ly độ bằng trừ 20, đúng rồi, trừ 20, ly độ bằng trừ 20. Trừ 20 là đây, trừ 20 cm. Vậy thì nếu như mà mình tính theo cái chiều này thì pha ban đầu của nó sẽ là pi, nửa đường tròn trên này. Còn nếu tính theo ở chiều âm này thì pha ban đầu của nó sẽ bằng trừ pi. Đấy. Như vậy thì phi ở đây sẽ bằng cộng trừ pi. Và trong một số bài toán thì để chẳng hạn như bài toán liên quan đến độ lệch pha giữa hai dao động ấy, thì để đảm bảo cái delta phi có độ lớn nhỏ hơn hoặc bằng pi thì mình sẽ chọn cái phi này là cộng pi hay là trừ pi cho vậy cho phù hợp. Câu B là viết phương trình dao động. Đấy. Phương trình dao động là x bằng a cos của omega t cộng phi. Thì bây giờ ở đây là a ta biết rồi, phi này ta biết rồi, ta vừa tính ở trên rồi. Bây giờ còn phải đi tính omega là tần số góc. Tần số góc omega thì bằng 2π chia cho t, tức là bằng 2π chia cho 0,8. 2π chia 0,8 là ra bao nhiêu đây? 2π chia 0,8 bằng 2,5π. Vậy thì sư phương trình dao động, vậy phương trình dao động của nó sẽ là x, vậy là phương trình dao động x sẽ bằng a là 20 này. Cos của 2,5 PT cộng trừ pi. Ai lấy cộng pi trừ pi? Đơn vị là cm. Cm. Đấy, đây là cm. Câu C, xác định ly độ tại các thời điểm. Tại các thời điểm T bằng
0,4 giây thì suy ra x bằng t bằng 0,4 giây, thì từ đây ta hạ cái đường, ta hạ đường kẻ đường song song với trục ly độ, hay nói khác đi là vuông góc với trục thời gian, thì ta có là x sẽ bằng, rồi ngóng ngang ngang sang đấy, được x bằng 20 cm, tức là đạt ly độ cực đại. T bằng 0,6 giây thì suy ra 0,6 giây từ đây này, từ cái địa điểm là t bằng 0,6 giây, ta hạ này đường vuông góc với trục ly độ thì chính là nó cắt tại điểm 0, tại góc tọa độ, tức là x bằng 0 cm. T bằng 0,8 giây, 0,8 giây, 0,8 giây thì từ đây ta kẻ đường vuông góc với trục thời gian, cắt đồ thị tại chính cái đỉnh của đường hình sin, và ta gióng sang đây, gióng ngang sang, thì ta thấy là đấy, nó nằm trên cái đường này, đường ngang này, thì ly độ của nó là bằng trừ 20 cm, tức là đạt giá trị cực tiểu, đạt giá trị cực tiểu trừ 20 cm, đây là đạt giá trị cực đại. Còn hai cái thằng này là đều đạt độ lớn cực đại ở vị trí biên. Đấy. Ly độ đạt độ lớn cực đại ở vị trí biên. Nhưng còn đây là ly độ cực tiểu, đây là ly độ cực đại, đây là ly độ bằng 0. Bài 9. Đồ thị ly độ theo thời gian x1, x2. X1 này. Đây là x1. X2 này. À, đây là đồ thị 1. Đây là đồ thị 2 này. Được mô tả như hình 2.2. Xác định độ lệch pha của hai dao động. Câu A là xác định độ lệch pha, câu B là viết phương trình dao động của x1, x2. Xác định độ lệch pha của hai dao động. Thì điều đầu tiên thì các em thấy là xem là chu kỳ của hai dao động này nó như thế nào với nhau. Đây, đây là đồ thị thứ nhất này. Khoảng thời gian giữa 3 lần liên tiếp mà ly độ của nó bằng 0 là 0,8 giây. Có nghĩa ở đây ta có là T1 là 0,8 giây. Đây là trục thời gian T, đây là trục ly độ x ấy, x này, 0,8 giây. Và chu kỳ T2 này, T2 khoảng thời gian giữa 3 lần liên tiếp ly độ của nó bằng 0 rồi đây, từ 0,2 cho đến 10, tức là cũng là 0,8 giây. Chu kỳ nó bằng nhau. Bây giờ độ lệch pha, như vậy hai dao động này có cùng chu kỳ, và độ lệch pha của nó ấy, là khoảng thời gian ngắn nhất giữa mà hai dao động này có cùng trạng thái. Đây, bây giờ mình sẽ chọn cùng trạng thái nhé. Đây, cùng trạng thái ở vị trí này. Ở vị trí này là x bằng 20, tức là biên dương A1 đấy. Đây là nó đạt vị trí này. Và x bằng 10. Đấy. Có cùng trạng thái, đều là ở biên dương. Khoảng thời gian ngắn nhất mà hai dao động này có cùng trạng thái đều ở biên dương. Hoặc là khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai dao động là của hai dao động có cùng trạng thái đây. Đây là vị trí cân bằng theo chiều âm. Đây là vị trí cân bằng theo chiều âm. Đấy, khoảng này, khoảng thời gian này. 6 ô. Như vậy ở đây này, là khoảng thời gian ngắn nhất là delta t này là ứng với 6 ô. Tức là delta t này nó sẽ bằng là chu kỳ của nó là 0,8. Vậy ở đây là thời gian này là 0,4 trừ 0,2 là 0,2 giây là chu kỳ trên 4. Đấy. Nó lệch nhau là chu kỳ trên 4 để đặt cùng cái trạng thái. Và thằng ly độ của dao động thứ nhất này nó đạt trạng thái ở trạng thái biên dương trước,
Còn thằng thứ hai này đặt trạng thái ở biên dương sau. Do đó độ lệch pha delta phi 1 2 bằng omega delta t, mà delta t mình vừa xác định đấy. Omega thì mình có là 2 pi trên t, mà nhân với delta t này là chu kỳ trên 4. Chu kỳ trên 4. Vậy thì độ lệch pha này nó sẽ là chu kỳ trên 2. À xin lỗi, pi trên 2. Pi trên 2 dương. Tức là dao động này này, dao động này đạt trạng thái là đạt ở biên dương trước nên nó sớm pha hơn. Và thằng thứ hai đạt vị trí biên dương sau. Xong thời gian là chu kỳ trên 4. Đấy. Và delta phi 12 này là dương. Là giá trị dương, và ta hiểu là delta phi là độ lệch pha ấy, thì nó của một dao động 1 đối với dao động 2 bằng phi 1 trừ phi 2. Đấy, em lưu ý cho cô như thế nhé. Bây giờ sang câu B là viết phương trình dao động. Để viết phương trình dao động thì ta phải viết được này. Ở đây ta có là x này. X thì bằng a cos của omega t cộng phi. Thì ở đây là phương trình dao động thứ nhất này. Đấy. Đây là phi 1. Thế mà omega bằng nhau rồi, t bằng nhau thì suy ra omega bằng nhau. Ở đây ta tính được là omega bằng 2 pi omega 1 thì cũng bằng omega 2 nhỉ. Bằng omega 2, lý do này. 2 pi trên t 1 bằng 2 pi chia cho 0,8 bằng 2,5 pi. 2,5 pi. Radian trên giây. Radian trên giây. Và phi 1. Đấy, phi 1. Thì ở thời điểm t bằng 0, ở thời điểm t bằng 0 thì dao động điều hòa thứ nhất là có ly độ bằng 0 và đang đi về phía biên dương, đang về phía biên dương. Cho nên đấy, nó là ở vị trí này, M0 của nó đây, M0 của dao động 1, của dao động 1 đấy. Thì cái góc này là trừ pi trên 2. Nửa đường tròn dưới là pha âm. Đấy, trừ pi trên 2. Thằng này là cũng bằng omega 2 luôn nhá. Như vậy ở đây ta có này, và A thì ở đây, A1 là bằng 20. Đấy, cô cho ghi nhỉ. A1 bằng 20 nhá. A1 bằng 20 cm. 20 cm. Như vậy thì ta thay số vào, ta sẽ có là 20 cos của 2,5t trừ pi trên 2 cm. Đấy. Đây là phương trình dao động x1. X1 đây. Đây là x1 nhé. Phương trình dao động x1. Thế còn bây giờ ta đi viết phương trình dao động x2. X2. X2 đây A1. Đấy, cô lại thiếu sót đây A1. A2 này. Cos của omega 2 t cộng với phi 2. Cộng phi 2. Thì ở đây ta có là A2. Đấy, nó bằng 10 này. Từ đỉnh của đường hình sin này ta gióng ngang sang đây, đây là 10 này. A2 bằng 10, ly độ cực đại là bằng 10 cm. Omega 2 thì bằng 2,5 rồi. 2,5 pi radian trên giây. Thế còn bây giờ tính phi 2. Phi 2 thì như bài trước thì ta có đề cập đến này. Bây giờ phi 2 đây nhá. Rồi. Dao động thứ 2 này. Thì có là âm 10. Thời điểm ban đầu ly độ của nó là âm 10. Âm 10. Đây. 10. Âm 10. Chỗ này là 10. Đấy. Chuyển động tròn đều theo chiều dương lượng giác như này. Âm 10 thì pha của nó, phi 2 này, là như bài trước ta nêu là cộng trừ pi, và tùy từng bài toán mà ta chọn dấu cộng hay dấu trừ cho phù hợp. Đấy, thì ở đây ta có là delta phi 12 này bằng pi trên 2. Đấy. Delta phi 12 bằng phi 1 trừ phi 2 bằng pi trên 2. Từ đây ta suy ra này,
là trừ pi trên 2 trừ phi 2 bằng pi trên 2. Pi trên 2. Do đó ta suy ra, ta suy ra là phi 2 bằng trừ pi. Vậy thì bài này này, phi 2 bằng trừ pi là nó phù hợp để đảm bảo này, cái độ lệch pha của nó này là bằng pi trên 2. Đấy. Nếu như giả sử như các em mà lấy, giả sử các em lấy là phi 2 bằng bằng pi thì delta phi sẽ bằng phi 1 trừ phi 2, delta phi 1 2 bằng phi 1 trừ phi 2, ở đây nó sẽ bằng là phi 1 là trừ pi trên 2 trừ đi trừ à, trừ đi trừ pi, trừ pi này là pi mà, thì bằng trừ 3 pi trên 2. Thế và người ta quy ước ý, người ta quy ước là độ lệch pha giữa hai dao động này, có hai dao động này chọn cùng gốc thời gian ở cùng thời điểm t bằng 0 thì nó đã đang đấy, nó đã xuất phát với dao động đi rồi, thì độ lớn của độ lệch pha này nó phải nhỏ hơn pi. Độ lớn của độ lệch pha nhỏ hơn pi, mà thằng này lớn hơn pi thì mình lại phải quy nó ra là độ lớn nhỏ hơn pi thì phải cộng thêm 2pi. Cộng thêm 2pi thì delta phi này thì nó 1, 2 này cộng thêm 2pi thì nó sẽ bằng là pi trên 2. Đấy. Như vậy thì ở đây thì ta chọn luôn cái giá trị là trừ pi nó sẽ phù hợp luôn. Nhá. Đó, không, chứ mình không để cái giá trị là trừ pi trên 2 như này, để rồi lại quy 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 về như này. Mình không để giá trị delta phi 1, 2 bằng trừ, trừ 3pi trên 2 như này. Nhá. Em lưu ý cho cô như thế. Cho nên ở cái bài này là ta chọn phi 2 bằng trừ pi với lý do là như vậy. Đấy. Nếu chọn cộng pi thì nó là như thế này. Thì nó không đảm bảo được quy ước. Đấy. Thế thì ở đây ta sẽ viết được phương trình này là x2 sẽ bằng này 10 cốt của 2,5 pi t trừ pi. Pi 2 này nó bằng trừ pi. Đơn vị là cm. Đấy. Bài 10. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T bằng 2 giây. Trong thời gian delta T bằng 3 giây, vật đi được quãng đường S bằng 60cm. Khi T bằng 0, vật đi qua vị trí cân bằng và hướng về vị trí biên dương. Hãy viết phương trình dao động của vật. Thì ta biết là phương trình dao động của vật là x bằng a nhân với cos của omega t cộng phi. Như vậy thì để viết phương trình thì ta cần phải đi xác định a, phải đi xác đi tìm a, đi tìm omega và đi tìm phi. Thì trước hết ta xem là dữ kiện của đề bài có rơi vào trường hợp đặc biệt không. Ta có này là delta t này thì bằng 3 giây và chu kỳ thì bằng 2 giây, cho nên delta t này nó bằng 1,5 lần chu kỳ. Vậy thì suy ra quãng đường nó đi được này. Đấy. Là 4a, một chu kỳ thì quãng đường đi được là 4a cộng với nửa chu kỳ thì không phụ thuộc vào vị trí xuất phát, vị trí trên dao động điều hòa không phụ thuộc vào vị trí xuất phát, mà cứ trong thời gian nửa chu kỳ thì vật dao động điều hòa luôn đi được quãng đường là bằng 2a. Như vậy ở đây nó bằng 6a bằng 60cm. Suy ra a bằng 10cm. Như vậy ta xác định được a rồi. Bây giờ tiếp tục ta đi xác định omega. Omega thì bằng 2pi trên t thì bằng 2pi chia cho 2, t bằng 2, bài toán cho t bằng 2 này, bằng pi radian trên giây. Thế nên em nào đó mà thấy khó nhớ cái công thức omega thì cô nhắc lại như này, là omega
là tốc độ góc thì bằng delta phi là góc quét của bán kính chia cho delta t là thời gian. Thì khi mà nó quét được một vòng thì góc quét là 2pi. Và thời gian khi này là nó sẽ là một chu kỳ. Cho nên omega bằng 2pi trên t là như vậy. Tiếp theo là đi xác định phi. Thì tại thời điểm t bằng 0, vật đi qua vị trí cân bằng. Đây, vật ở vị trí cân bằng ở đây. Vị trí cân bằng thì nó, khi vật ở vị trí cân bằng thì nó ứng với chuyển động tròn đều ở điểm trên này hoặc ở điểm dưới, nhưng mà ta lưu ý này, và hướng về biên dương. Hướng về biên dương thì vị trí dưới này nó hướng về, ứng với dao động điều hòa hướng về biên dương. Nửa đường tròn dưới là vật đi từ biên âm sang biên dương, ứng với dao động điều hòa là đi theo chiều dương. Đấy, nửa đường tròn dưới. Đây là chiều dương lượng giác, ngược chiều kim đồng hồ này. Chất điểm chuyển động tròn đều theo chiều dương lượng giác này. Nửa đường tròn dưới vật chuyển động cùng chiều dương từ biên âm sang biên dương. Còn nửa đường tròn trên chuyển động tròn đều như này và dao động điều hòa này. Đấy, là vật đi từ biên dương sang biên âm, tức là ứng với dao động điều hòa ngược chiều dương, ngược chiều dương OX này. Đấy. Thế bây giờ góc này ở đây thì người ta ước góc này là ngược chiều dương, này là ở nửa đường tròn dưới là pha âm. Đấy. Như vậy thì pha ban đầu này nó bằng trừ pi trên 2. Suy ra phương trình dao động là x sẽ bằng 10 này cos của pi t trừ pi trên 2 cm. Đấy. Bây giờ sang câu 21. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x bằng 10 cos của 2 pi t cộng 5 pi trên 6 cm. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian, cô ký hiệu này là T1 nhé, từ T1 đến T2. Quãng đường, tính quãng đường. Thì trước hết là ta xem là cái dữ kiện này nó có rơi vào trường hợp đặc biệt không. Thì ta có này, là delta phi, delta t đi nhé, ta tính delta t thì bằng T2 trừ T1. T2 trừ T1 bằng 1,5 giây. Như vậy góc quét delta phi này, góc quét delta phi sẽ bằng omega nhân delta t. Delta phi bằng omega nhân delta t. Omega ở đây là 2pi này, các em nhìn này, omega là 2pi. 2pi nhân với delta t là 1,5 bằng 3pi. Nó rơi vào trường hợp đặc biệt rồi. 3pi thì bây giờ cứ góc quét là 1pi thì nó đi được quãng đường là 2a. Đây, thí dụ đây nhé. Nó quét được từ đây. Góc quét bán kính nó quét từ biên dương cho đến cái vị trí biên âm này. Đấy, thì quãng đường đi được là 2a. Cứ không phụ thuộc vào xuất phát ở đâu hết. Xuất phát tại biên dương này, quét từ góc pi đến đây này. Đấy. Thì bây giờ tiếp theo giả sử nó, các em tự lấy ví dụ, giả sử như nó bán kính nó quét ở một cái vị trí bất kỳ này, từ vị trí của dao động điều hòa là đây và chuyển động tròn đều này. Đây. Nhá, thì nó cũng luôn đi được quãng đường này, từ vị trí quét là M1 này chẳng hạn nhé. Ví dụ như thế, đây là M2 chẳng hạn. Nếu như nó quét được cái góc này, nó quét được góc này, cô cho cái màu nó khác đi, nó quét được cái góc này, quét được góc này đây nhá, thì về mặt toán học ta cũng dễ dàng suy ra được là dù nó xuất phát ở đâu ấy, dao động điều hòa xuất phát ở đâu mà ứng với cái góc quét là pi thì quãng đường đi được luôn là 2a, hay nói khác đi là quãng đường đi được trong nửa chu kỳ, 2pi là ứng với nửa chu kỳ đấy. Thời gian dao động là nửa chu kỳ, còn góc quét sẽ là pi. Đấy. Thì quãng đường đi được luôn là 2a. Cứ 1pi là 2a, vậy thì suy ra ở đây quãng đường vật đi được. À, ở đây nó sẽ là np nhé, np. Thì quãng đường đi được sẽ là bằng n nhân với 2a. Tức là n là bằng 3 nhân với 2a là bằng 6a.
6A, mà ở đây các em thấy là A bằng 10, tức là 6 x 10 bằng 60cm. Đấy, nó rơi vào đặc biệt. Còn nếu như mà ở bài 10 và bài 11 mà người ta cho vào trường hợp không đặc biệt thì hoàn toàn ta cũng có phương pháp để ta có thể tính được. Thế thì cái phần mà không đặc biệt thì cô sẽ hướng dẫn các em ở một cái video khác. Vậy cô đã vừa chữa xong bài tập, sách bài tập bài 2 mô tả dao động điều hòa. Cô chúc các em học tốt. Cô chào các em.